Nhậu say quên vợ. Vào đời Hồng Đức có một người học trò nghèo tên là Uyên. Cha mẹ chết sớm, chỉ để lại cho chàng một căn nhà đơn sơ. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì nhưng vì thông minh và hiếu học nên mọi người thường gọi chàng là cậu Tú Uyên. Một ngày vào mùa xuân, nhà vua mở hội vô gia. Đây là ngày hội để trai gái tìm bạn đời, thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương tụ hội rất đông. Tú Uyên cũng vui chân đi tới kinh thành để dự hội. Bài thơ thật sâu sắc và ý nhị. Là thơ của thiếp đấy. Hội hôm nay có cả trăm người, ta và nàng gặp nhau thế này hẳn là có duyên. Chàng cho thiếp xin lại bài thơ. Đọc thơ nàng là biết người hay chữ, ta có thể cùng nàng đối đáp vài câu được không? Vậy thiếp xin ra câu đối trước. Bấy lâu còn lạ chưa quen, hỏi hồ đã có, hoa sen chưa hồ. Ngó lên mây bạc trời hồng, gặp nàng hỏi thật, có chồng hay chưa? Nghe chàng đối đáp, thiếp đoán chàng là một văn nhân. Ta là sĩ tử, đang ôn luyện chờ khoa thi. Mới thế mà trời đã tối rồi, thiếp phải về đây. Vậy ta sẽ đưa nàng về, kẻo thân gái đi đường xa, nhiều nguy hiểm. Dạ thôi, thiếp ở xa lắm, chắc là không tiện đâu. Thiếp xin phép đi trước nha. Chờ đã. Lạ quá. Nàng đi đâu mất rồi? Là thơ của thiếp đấy. Hội hôm nay có cả trăm người, ta và nàng gặp nhau thế này hẳn là có duyên. Chàng cho thiếp xin lại bài thơ. Đọc thơ nàng là biết người hay chữ, ta có thể cùng nàng đối đáp vài câu được không? Vậy thiếp xin ra câu đối trước. Bấy lâu còn lạ chưa quen, hỏi hồ đã có, hoa sen chưa hồ. Ngó lên mây bạc trời hồng, gặp nàng hỏi thật, có chồng hay chưa? Về nhà, Tú Uyên ngày đêm nhớ nhung cô gái tới mất ăn mất ngủ. Một hôm, nghe có người mách có một ngôi đền rất thiêng, chàng liền tìm tới. Con nghe nói thần rất thiêng, con xin người hãy giúp con tìm lại được người con gái con thương. Ngày mai, con hãy tới cầu đông, sẽ tìm thấy điều con đang muốn tìm. Trời ơi, vậy là đã có thần Phật phương nào nghe thấu lời thỉnh cầu của con. Con đội ơn, thần đã giúp con ạ. Này chàng trai, mua giúp lão một bức tranh đi. Con tới đây để tìm một người, chứ không định mua tranh ạ. Gặp nhau là ở cái duyên, chàng cứ xem tranh của lão có đẹp không đã, rồi hãy từ chối. Trời ơi, chính là nàng ấy. Bức tranh chân dung sao sống động như người thật vậy. Cụ cho con mua bức này ạ. Hàng ngày được nhìn thấy nàng thế này cũng là hạnh phúc cho ta rồi. Nhà ta nghèo không có gì, nếu nàng không chê thì hãy dùng cơm cùng ta. Nàng ở nhà nha, ta đi học tới tối sẽ về. Trời ơi, ai đã nấu cơm cho ta thế này? Hôm nay ta đi học tới tối mịt mới về, nàng ở nhà chờ ta nha. Sao nàng để ta chờ nàng đỏ con mắt? Hóa ra nàng ở ngay trong bức tranh thế này. Thiếp chính là tiên trên trời, vì có duyên nợ với chàng nên được xuống trần để giúp chàng. Vậy thì nàng phải vất vả rồi, gia cảnh của ta vẫn còn nghèo khó lắm. Chàng đừng lo, từ nay chàng cũng sẽ không phải vất vả nữa, chỉ cần tập trung lo chuyện đèn sách là được. Nhưng từ khi có vợ tiên, Tú Uyên chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ thích ăn ngon, uống rượu và rong chơi. Mặc cho vợ khuyên nhủ như thế nào cũng không được. Sắp tới ngày thi cử rồi, thế mà chàng chẳng chịu học lấy một phút, suốt ngày chỉ ăn chơi. Nếu chàng cứ như vậy, thiếp không muốn ở đây cùng chàng nữa đâu. Vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, ta có sẵn nhà đẹp thức ăn ngon, tại sao còn phải học hành làm gì nữa chứ? Trước đây, chàng luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày thi cử đỗ đạt giúp dân giúp nước. Vậy mà, chàng nhìn mình đi, giờ chàng có ra hồn người không? Chàng... Cô dám chê ta hả? Cô là vợ ta mà dám coi thường ta à? Đúng là đồ đàn bà nông cạn. Mình ơi. Sắp tới ngày thi cử rồi, thế mà chàng chẳng chịu học lấy một phút, suốt ngày chỉ ăn chơi. Nếu chàng cứ như vậy, thiếp không muốn ở đây cùng chàng nữa đâu. Vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, ta có sẵn nhà đẹp thức ăn ngon, tại sao còn phải học hành làm gì nữa chứ? Trước đây, chàng luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày thi cử đỗ đạt giúp dân giúp nước. Vậy mà, chàng nhìn mình đi, giờ chàng có ra hồn người không?
Mình ơi, tôi sai rồi. Ân hận vô cùng, Tú Uyên chỉ còn biết cố gắng vùi đầu vào sách vở, chàng chú tâm dùi mài kinh sử. Kỳ thi năm đó, Tú Uyên đã đỗ đạt với kết quả cao, nhưng trong chàng luôn nhớ nhung người vợ năm xưa của mình. Mình ơi, tôi đã thi đỗ rồi, nhưng giờ cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Nếu không có mình chứ, chi bằng tôi chết đi cho xong. Có phải mình đó không? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Mình ơi, tôi ân hận lắm, tưởng là không bao giờ gặp lại mình nữa. Mình tha lỗi cho tôi nha, tôi sẽ không bao giờ làm cho mình phải buồn nữa đâu. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, may mà cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy mình thay đổi, chăm chỉ học hành để đỗ đạt như ngày hôm nay. Tôi lại trở về đoàn tụ với mình đây. Chàng Tú Uyên được gặp lại người vợ yêu thương mà chàng vô cùng mong nhớ. Chàng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến vợ phải buồn. Chẳng bao lâu, vợ Tú Uyên hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh và họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Nàng công chúa rồng. Ngày xưa ngày xưa, có chàng trai nghèo sống cùng với cha già tại một bản làng nọ. Cha cố gắng chịu được một chút, con sẽ đi mời thầy thuốc về ngay thôi. Bệnh của cha khó lòng qua khỏi, cha chả có gì để lại cho con. Chỉ có cây sáo này, con hãy giữ theo nó bên mình, cha sẽ luôn ở bên cạnh phù hộ cho con. Cha ơi, cha đừng chết mà cha ơi. Sau khi cha mất, vì quá đau buồn, chàng bỏ nhà ra đi. Cây sáo luôn được chàng mang theo trong mình trong suốt cuộc hành trình. Sao ta vừa cất tiếng sáo thì những bông hoa bỗng ủ rũ hết cả thế này? Không lẽ chúng cảm nhận được tiếng sáo của ta ư? Ta thử thổi một khúc nhạc vui tươi xem sao. Chiếc sáo này thật kỳ diệu làm sao, là cha đã dành tặng cho ta một món quà thật quý giá. Chàng cứ đi, đi mãi, đến một bờ biển hoang vắng người qua lại. Trời ơi, phía xa có cái gì xuất hiện thế kia? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nào, chàng trai trẻ, đừng sợ hãi. Ta là vua rồng, cai quản vùng biển này. Khi nãy, tiếng sáo của cậu vang vọng, khiến ta nghe được cũng phải trao bài ủ lệ. Cậu quả là người thổi sáo hay nhất mà ta từng biết. Dạ thưa đức vua, tài năng của thần cũng bình thường thôi ạ. Tất cả đều là nhờ cây sáo kỳ diệu này. Vậy giờ cậu hãy thổi một giai điệu vui tươi cho ta nghe xem. Người hãy ở dưới này chơi ít bữa nữa, ngày ngày thổi sáo cho ta nghe. Dạ vâng, thưa đức vua. Vậy là chàng trai lưu lại vương quốc dưới đáy biển. Thời gian thấm thoát trôi qua, chàng trai và nàng công chúa dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nàng có biết không, ngay từ lần đầu gặp nàng, lúc đó ta đã không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp rạng rỡ của nàng rồi. Thiếp cũng vậy, từ lúc tiếng sáo vang lên, thiếp đã phải lòng chàng mất rồi. Nàng hãy làm vợ ta nhé, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại. Người nói sao? Con gái ta và tên người phàm đó ước hẹn với nhau ư? À dạ, đúng như vậy thưa bệ hạ. Thật là to gan, người trần mắt thịt mà dám đòi lấy công chúa dòng dõi quý phái ư? Người hãy mau cho gọi công chúa về đây cho ta. Con gái, có phải con và tên người phàm đã nảy sinh tình cảm với nhau không? Dạ đúng vậy thưa vua cha, con đã đem lòng yêu chàng ấy từ rất lâu rồi. Con dám nói như vậy với cha ư? Con phải biết là người trần như hắn chỉ có thể sống 100 năm, còn chúng ta sẽ sống được tận 500 năm. Con định suốt 400 năm còn lại sống cuộc sống của một quả phụ ư? Thưa cha, dù chỉ được sống một ngày bên chàng thôi, con cũng cam lòng.
Loạn, loạn hết rồi. Người hãy đánh tiếng cho đức vua nước láng giềng. Ta đồng ý gả công chúa rồng cho hoàng tử bên đó đi. Thưa cha, người không thể ép con lấy một người mà con không thích được. Con không mau đi đi. À, dạ vâng, thần xin đi ngay ạ. Cha. Cha thiếp ép thiếp phải lấy hoàng tử đương láng giềng. Chúng ta phải mau mau chạy trốn đi. Nhưng chúng ta biết trốn đi đâu bây giờ đây? Nếu ở dưới đáy biển thì không thể thoát khỏi bàn tay của cha thiếp. Chúng ta chỉ còn cách lên bờ sinh sống mà thôi. Công chúa, hãy mau dừng lại. Nàng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay ta đâu. Đó chính là tên hoàng tử rồng nước láng giềng. Cơ đà này chẳng mấy chốc hắn ta sẽ đuổi kịp chúng ta mất. Con đừng chết tiệt kia, làm ta không thể nhìn thấy gì hết. Vậy là chàng trai và công chúa rồng đã thoát khỏi sự truy đuổi của tên hoàng tử rồng hung hăng, thô bạo. Hai người sống với nhau hạnh phúc trên hòn đảo nhỏ đến suốt cuộc đời. Cây cầu của cậu bé mồ côi. Con chào các bác. Ồ, thân thằng bé mồ côi từ nhỏ, được cái chăm chỉ cần cù lại tốt tính. Phải đi qua con suối này mới sang được chợ để bán củi. Hôm nay mình lấy nhiều củi hơn mọi ngày, hãy thật cẩn thận, không thì ướt củi mất. Chỉ mấy tháng nữa thôi là đến mùa nước lên, cả ngôi làng sẽ coi như cách biệt hẳn. Nếu có cố đi lại qua con suối này thì cũng hết sức khó khăn và nguy hiểm, cũng thật bất tiện nữa. Bấy lâu nay mình vẫn nghĩ, nếu có một cây cầu ở đây thì xem như mọi khó khăn cũng như nguy hiểm đều được giải quyết hết. Nhưng để xây được một cây cầu ở đây thì... Nếu không bắt tay vào làm thì tất cả cũng vẫn chỉ là khó khăn và hão huyền cả. Giờ mình chỉ cần kiếm thật nhiều đá và số tiền bán củi chắc cũng đủ để mua ít vôi và cát để xây cầu. Còn thức ăn qua ngày thì tranh thủ kiếm ít rau quả trong rừng, chắc cũng không thể khiến mình đói bụng đâu. Kìa, cháu đang làm gì vậy? Dạ, cháu đang gom đá để làm một cây cầu qua suối ạ. À, nếu kịp thì đến mùa nước lên năm nay, làng ta sẽ không còn bị ngăn cách nữa rồi. Ôi dào, xây một cây cầu ư, thật là khôi hài. Ta nghĩ cháu đang phí công vô ích rồi. Hay thằng bé này đúng là ôm rơm vào người. Một thân một mình đã lo chẳng xong, giờ còn đi lo xây cầu. À, ai da, không có ai cả, phải tự mình xử lý thôi. Ồ kìa, suốt thời gian qua không thấy con mang củi ra chợ bán là vì ở đây xếp đá thế này đây ư? Con chào cụ, cụ cứ ở bên đó để con sang ạ. Ủa, chân con sao vậy? Không sao đâu cụ ơi, tuy đi lại không còn được như trước nhưng con giờ không còn thấy đau nữa. Thời gian qua đúng là con đã không vào rừng lấy củi, nhưng cụ đừng có lo. Con tính là giờ con ở đây kiếm đá làm cầu, thì khi đến mùa lũ nước có lên thì vẫn có thể sang chợ mang củi cho cụ được. Không những thế mà người trong làng lẫn ngoài làng có thể đi lại cũng tiện hơn rất nhiều, lại không hề sợ nguy hiểm cụ ạ. À, con quá thật là biết nhìn xa nghĩ sâu. Được rồi, thân già này, nếu không giúp con khuân đá được thì ta sẽ mang cơm cho con mỗi ngày. Con không còn phải lo vừa kiếm đá vừa kiếm rau rừng ăn qua bữa nữa. À, thêm chúng tôi giúp sức nữa, chắc chắn dân làng sẽ sớm có cây cầu trước mùa lũ năm nay thôi. À, đúng vậy. Vậy là cũng kịp, có cầu trước khi mùa lũ về rồi. Thật tuyệt. Tỉnh lại đi. Nguy rồi, cậu ấy bị sét đánh trúng, phải đưa về làng trước đã. Khổ thân thằng bé, nó là đứa chăm chỉ thật thà. Cây cầu này đúng là điểm xui xẻo của nó. Hết bị đá đè đến chân đi chẳng vững. Giờ thì bé đã dốc hết tâm sức ra để xây cho được cây cầu. Ấy vậy mà cầu xây xong còn chưa kịp đi qua một lần đã bị sét đánh mất mạng.
Tại cuộc đời này bất công, tại sao người lương thiện như nó lại gặp quá nhiều vận hạn như vậy chứ? Cuộc đời bất công như vậy đó, hỏi phải làm sao còn ai tin vào việc hành thiện trong đời? Thật cảm thương cho số phận của con. Đúng là ông trời không có mắt mà. May quá, cụ đây rồi. Hả? Cậu là ai? Có chuyện gì vậy? Trưởng làng bao năm hiếm muộn nay sinh được cậu con trai. Nhưng không hiểu sao từ khi chào đời, ngày đêm không ngừng khóc. Trưởng làng đã mời rất nhiều danh y, nhưng ai cũng đều nói cậu bé không hề có bệnh gì. Mới đây, trưởng làng phát hiện trên người cậu bé có vết bớt, hình như là chữ viết... Nghe nói cụ có am hiểu về pháp ấn cổ truyền, nên mới tìm cụ đến xem có cách gì hay không. Thưa cụ, đến rồi đây ạ. Hả? Thà không hành thiện. Nhà tôi đã tắm rửa rất kỹ và tìm mọi cách, nhưng vết bớt đó không hề mờ đi. Đây là dòng chữ ta đã khắc lên cây cầu mà cậu bé mồ côi làm trong làm mà. Cái bớt mất đi rồi. Con của ta nó nín khóc rồi. Đa tạ cụ. Chuyện cậu bé mồ côi chắc chắn là có uẩn khúc gì mà ta đã hồ đồ chăng? Ủa, dòng chữ đâu rồi? Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!